mình. Thì bài học tâm đắc nhất mà mình học được từ anh Huy đó là muốn từ nhóm đinh mà sang nhóm búa thì chúng ta cần phải học. Và học là học 4 bước. Bước thứ nhất là tự học. Khi mà tự học thì mình chỉ rút ra được những cái quan điểm của chính mình. Bước thứ hai, chúng ta học từ thầy thì đây chính là cái cách mà chúng ta học từ những người thầy thành công mà nó vẫn chưa áp dụng được cho chúng ta. Thì sang bước thứ ba đó là bước thực hành. Thì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta có lúc đúng, có lúc sai. Và những cái lúc này, có thể những cái lúc sai sẽ làm cho chúng ta bị nản lòng. Thì chúng ta cần phải có một cái môi trường. Môi trường này thì xung quanh chúng ta đó là người thầy, bạn bè và đối thủ. Thì chúng ta thì cần phải tìm những người thầy thực tế, tìm những người ủng hộ tầm nhìn của chúng ta. Và những người thầy này là những người thầy dạy cho chúng ta cái cách mà chúng ta có thể làm đạt được kết quả chúng ta mong muốn, hoặc là cái cách làm giúp cho chúng ta cải thiện những cái điều sai của chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hành rất là nhiều rồi thì chúng ta sẽ trở thành một cái thói quen. Và cái thói quen này thì luôn luôn thắng, tức là always win. Khi mà chúng ta thất bại nhiều hoặc là thành công nhiều từ cái việc thực hành thì chúng ta sẽ trở thành một cái thói quen. Và khi mà thất bại nhiều ở ngoài doanh nghiệp, ngoài thương trường thì khi thất bại nhiều rồi thì chúng ta sẽ có thể có những cái cách đi như thế nào đó để cho doanh nghiệp của chúng ta có thể là phát triển bền vững. Như anh Duy đã nói thì đây là bài học mà tâm đắc nhất mà Thu có thể học được từ anh Duy trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh Duy. Vâng, mời bạn ạ. Bạn giới thiệu tên của mình ạ. Chào các bạn, hồi nãy mọi người biết tên rồi. Mình tên Yến. Bài học mà tâm đắc nhất mà Yến nghĩ mọi người cùng biết đó là khởi nghiệp từ con số 0 của thầy Duy. Và chúng ta không cần phải quá giỏi, chúng ta cũng không cần quá thông minh, giỏi về chuyên môn, thông minh, hay cần quá nhiều tiền. Chúng ta không có gì hết, nhưng chúng ta vẫn khởi nghiệp được và sẽ thành công với sự dìu dắt của thầy Duy. Đó là vấn đề mà mọi người hy vọng là mọi người sẽ cảm nhận được trong buổi ngày hôm nay với thầy Duy. Đó là chúng ta đều khởi nghiệp được với con số 0, không tiền, không kỹ năng chuyên môn, không cần giỏi về kỹ năng chuyên môn, nhưng mà chúng ta vẫn khởi nghiệp được. Thì bài học này hình như là thầy Duy đang dạy đúng không thầy Duy? Bài học mà bạn học được sáng nay là gì ạ? Mời em. Chào anh Duy, chào tất cả các anh chị. Em tên là Trần Đức Hưng. Hiện tại thì Hưng đang là một chuyên gia đào tạo kỹ năng và là một người làm content marketing. Các bạn cho bạn Hưng một đèn tay thật lớn. Lớn lên. Cái bài học hay nhất mà em học được của anh Duy sáng nay là đúng là cái bài học về chữ thầy. Thực ra em ra ngoài thì cũng đã từng đi làm thầy cũng có một số đối tượng, một số nhóm gọi mình là thầy. Nhưng mà cái bài học làm thầy của anh Duy nó sâu sắc ở chỗ là cái người thầy này phải chọn thầy cho nó chuẩn. Chọn thầy là cái người đấy người ta đã đạt được thành tựu. Và rất quan trọng, một người đọc sách dạy và người ta có thể dạy rất hay nhưng nó không thể tạo ra kết quả. Thứ hai, cái người là thầy là cái người mà phải theo sát được mình. Ngày xưa là em ngưỡng mộ rất nhiều các cái bậc guru trên thế giới, từ Anthony Robbins cho đến Zig Ziglar, và đúng là như anh Duy nói đã từng treo ảnh họ trong phòng luôn. Và phát hiện ra đấy nó chỉ là một cái nguồn động lực tinh thần thôi, còn lúc mình sai lầm thì mình không biết phải làm như nào, phải hỏi ai. Rồi trong cái lĩnh vực kỹ năng trình bày thì may mắn sau này em có tìm được một số thầy và làm theo họ, thậm chí là hỗ trợ họ trong chương trình. Và em phát hiện ra kỹ năng trình bày của mình lên rất là nhanh sau khoảng thời gian nào mình trực tiếp mình đi theo thầy, chứ không chỉ là gì gọi là gì thờ thầy. và đấy là cái bài học thú vị nhất mà em học được cho đến bây giờ. Và đấy, em có một cái câu chuyện như này. Thế thì quay trở lại là em làm cái nghề trình bày trước công chúng, mình thấy kỹ năng của mình tăng lên. Nguyên nhân là do em đi đúng 4 bước của anh Duy luôn á. Thứ nhất là tự học, thứ hai là theo một người thầy, thứ ba là thực hành rất nhiều lần, thứ tư là gì? Biến nó thành thói quen. Thì tạm gọi là mình thành công trong việc kỹ năng đứng trước sân khấu. Nhưng mà mình
lại chưa thành công trong việc kinh doanh. Cái đó mới là cái chuyên môn mà. Lại chưa thành công trong việc kinh doanh. Nguyên nhân là bởi vì em nghĩ là em giỏi quá cho nên là em tự học được hết, em không phải học ai hết. À, em mới tự mày mò, em mới tự kinh doanh, em cũng mở quán photocopy, em cũng làm đủ thứ trên đời mà kinh doanh của em nó cứ lên xuống ngoài à. Em mới phát hiện ra là mình đã đi đúng quy trình trong việc tập kỹ năng trình bày nhưng mà đến kinh doanh thì mình lại không đi đúng quy trình, tức là không tìm thầy. Và đấy là lý do mà em đến lớp này em tìm thầy. Bước đầu tiên của thay đổi là nhận diện được mình đang đứng ở đâu. Cái bước mà bạn nhận được mình đang đứng ở đâu là bước bắt đầu của sự thay đổi. Ok các bạn ơi, ok không ạ? Rất là tuyệt vời, rất vui là bạn Hưng đã nhận được mình đang đứng ở đâu. Những cái gì bạn vừa nói, mình chia sẻ một chút xíu này. Những gì bạn Hưng vừa nói, bạn có được cái kỹ năng trình bày, bạn trình bày rất là hay, bạn trình bày rất là nhiều lần. Tất cả những gì bạn nói rất là dài dòng đó, chung quy trong kinh doanh nó chỉ là sản phẩm. Tức là bạn mới có được cái cây viết thôi. Còn cái việc bán cái cây viết này như thế nào, bán cho ai, rồi bán nó bao nhiêu tiền, rồi làm sao để có liên tục cái đàn mua thì hoàn toàn bạn chưa tiếp cận. Các bạn có nhận ra cái bước cho bạn mà. Tức là bạn có cái đàn trình bày AMC đó thì nó chung quy nó chỉ là chúng ta mới có cái gì, cái sản phẩm đó là cái cây viết thôi. Ok chưa? Và rất là nhiều người cũng giống như bạn Hưng vậy đó, không phải là cá nhân một mình bạn Hưng, rất là nhiều bạn họ có được cái sản phẩm mà nghĩ đó là tất cả, nhưng thực sự nó chỉ là cái mối tư thôi, nó mối tư trong một cái hành trình cơ địa thôi. Ok chưa? Rất là tuyệt vời, đó là những bài học rất là ý nghĩa. Ok, một bài học sáng nay mà bạn học được đó là bài học gì ạ? Mọi người sẽ review một chút xíu và chúng ta sẽ học được bài học rất là sâu sắc. Mời một bạn đi sẽ đi ạ. Nếu không có ai giơ tay thì mình sẽ gọi. Mời bạn đến từ Ninh Thuận ạ. Từ Ninh Thuận lên đây là phải học được cái gì chứ? Ok, không có chuyện mình lên Ninh Thuận lại im được. Bạn giới thiệu tên của mình đi ạ. Chào các bạn, mình tên là Công. Vâng. Mình đang kinh doanh đồ băng. Rồi, ok, cho bạn mình đem tên tiền lớn, lên lên. Một bài học được là gì? Thì trong một buổi sáng nay thì học được rất là nhiều từ những kiến thức từ thầy Duy đã trình bày sáng nay. Nhưng mà một kiến thức mà tôi nói em tâm đắc nhất đó là về việc thành lập team. Tại vì mình cũng ra kinh doanh rồi thì mình cũng có gọi là có một đội team rồi. Đúng như những gì đã nói là mình cố gắng mình tìm những người giỏi nhất, những người giỏi để mình thành lập team rồi mình làm cho mình. Và đến bây giờ là thất bại. Và ngày hôm nay là em đã nhận ra được bài học từ việc thành lập team để mình công việc kinh doanh của mình nó phát triển. Và em sẽ tiếp tục nghe. Học sống á thì đã là liên tục hành động. Nhưng mà học sống về để đó thì dần dần cái năng lượng của mình bị tiệt tiêu mất. Không còn động lực để làm nữa. Mà lại kiếm cho mình cái môi trường cho nhiều người cho cái bàn cái bè lũ của mình á. Um,
để cho mình có cái môi trường để mình tích thêm cái năng lượng tích cực cho bố cho mình để mình liên tục hành động mỗi ngày. Đó. Rất là tuyệt vời. Ok, các bạn cảm ơn. Nó rời ra khỏi lớp này là nó đủ hút thuốc rồi, hút thuốc rồi, hút thuốc rồi. Tụm một dốc, đứng hút thuốc có. Ok không? Nỗ lực lắm á. Nó giỏi đâu. Nếu mà mấy ông làm kinh doanh mà không có nỗ lực hết á. Ok chưa? Về chúng ta phải tạo một đường cho anh. Tạo nguyên cái làng sớm nó ra kinh doanh luôn. Ok không? Tụi nó rủ mình đi nhậu thì mình rủ nó đi kinh doanh. Mà thiết phục mình nhậu thì mình thiết phục nó kinh doanh. Ok không? Nó làm được cái tài xong mà làm học được chứ. À, nên là tất cả là phải nổ nỗ lực. Muốn người khác nhậu như mình cũng nỗ lực, muốn người khác kinh doanh như mình cũng phải nỗ lực. Okay, rồi bài học sáng nay bài học được là gì bạn? Sáng nay bài học được là gì? Xin chào tất cả mọi người, em tên là Lê Quang Anh. Em đã biết là cái bài học về chọn team của thầy Vi. Và em có rút ra một cái như thế này, tức là đời người chúng ta nó cũng giống như là một chuyến thỉnh kinh của đường tăng thôi. Trong đây tất cả mọi người em nghĩ là không ai muốn làm khỉ, làm heo hay là làm sa tăng cả, mà đều muốn làm đường tăng. Và cái đích đến của chúng ta đó là hạnh phúc. Trong cái chuyến đi đó, những cái thành viên trong team thì chúng ta nên xem họ như là những người anh em, và những cái điều mà mình đạt được từ những cái người đồng hành của chúng ta, bạn bè đó, nó sẽ rất là nhiều thứ. Nó có những cái thứ liên quan đến tinh thần, ngoài ra còn có những cái thứ liên quan đến cả vật chất nữa, và nó thực sự rất là quý. Thì đó là cái bài học mà em nhận. Rất là tuyệt vời. Ok, cho bạn nào tới điều đó. Bài học sáng nay bạn học được là gì bạn Khoa? Em thì các bạn đều nói hết những cái sự tâm đắc rồi, nhưng mà em tâm đắc ở thầy nhất là những cái câu nói của thầy. Những cái câu nói bước chưa, ví dụ như những cái người mà đi theo mình á, là bất kỳ cái gì xảy ra với bạn thì cũng có một phần đóng góp của bạn, là một câu đó ha. Rồi cái người thành công thì luôn biến giấc mơ thành cái mục tiêu hành động, rồi còn cái người thất bại thì luôn biến mục tiêu lại trở thành giấc mơ, nó ngược lại. Còn một vài cái câu nói của thầy là muốn đi nhanh thì phải đi với thầy, còn muốn đi xa thì đi với những bạn mà cùng chí hướng với mình, còn muốn đi sâu và xa hơn nữa là phải đi với đối thủ. Thật sự ra một cái thương trường cũng như là một cái công ty cũng như team của mình thì mình phải tự tìm một đối thủ cho mình để mình có cái bước, để mình có một cái mức đến để mình phải đạt tới. Cái đó là cái mục tiêu của mình. Thì khi mà mình đạt tới cái mục tiêu đó rồi thì không phải mình dừng lại, mà mình quay trở lại để mình nhìn lại được cái con đường của mình, để mình rút ra cái kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm của mình. Rồi một khi mà đã bước qua được cái ngưỡng của mình đặt ra rồi thì mình lại phải tìm một cái ngưỡng khác để mình bước tới, cứ thế mà bước. Tới khi nào mà mình cảm thấy là giống như con đường của mình đạt được cái mức gọi là cái búa như thầy nói á, bên cái nhóm búa như thầy nói, thì mới đúng là thật sự là ngẫm được cái bài học của thầy. Ok. Còn chia sẻ gì nữa em? Rất là tuyệt vời. Ok. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn xoay quanh bên cạnh những bài học rất là tuyệt vời. Ok.